Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay là mình rất là sung sướng khi mà được chơi thử về cái anh nhân vật nhà tiên tri. Nói chung thì chơi anh này cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà việc anh ấy tích chim thì đó là một cái vấn đề khá là lớn trong cái việc chơi về nhân vật này. Để tích chim thì chúng ta có thể nào quay màn hình lại và nhìn trực tiếp vào Hunter. Lúc đó thì chim của chúng ta sẽ được tích dần dần. Ok. Bây giờ tâm trạng của mình rất là kiểu như là đang bồn chồn và lo lắng, bởi vì khi mà mình đã bước chân vào một cái quãng đời khi mà học xong á, là tiến tới một cái gì đấy phải gọi là kiếm việc làm và sự nghiệp, thì nó rất là ngập ngừng và không có được suôn sẻ cho lắm. Nói chung thì đối với các bạn bây giờ ở cái lứa tuổi học sinh thì khi học hết lớp 9 thì các bạn đã bắt đầu xác định là mình phải thi vào trường nào, xác định là sẽ phải làm nghề gì trong tương lai rồi, chứ không phải học hết lớp 12 các bạn mới xác định nghề của mình. Nói chung thì công việc của mình nó không được ok cho lắm. Đấy, mẹ đang tâm sự với nhau thì lại bị thằng photographer dí thế này. Ôi ôi, nó dí tới mình, nó đít luôn. Wow. Cho chim luôn. Đổi lại là ăn một cái ván vào đầu. Đầu trận mà bị những thằng hun dí thì chắc chắn là bạn sẽ bị dí cho tới chết, tới cùng luôn. Và ít khi nào mà những thằng hun này nó sẽ tha cho bạn lắm. Đấy, thấy bạn thấy không? Kiểu gì thì kiểu nó cũng phải dí cho mình, khi nào mà mình không thể nào mà mình thoát được, mình phải lên ghế ngồi nó mới hả dạ trong lòng của nó. Ôi ôi, ui thằng này chém xa vậy. Đau vãi. Cứ nghĩ là nó sẽ gà nhưng mà không phải. Chuyển đổi địa điểm, chuyển đổi hướng rồi. Không biết anh sẽ làm gì đây. Ôi ôi ôi, sợ vãi. Éc, nó đi qua hướng mình, nhảy cửa sổ luôn. Gắt vãi trưởng. Đừng anh ơi, đừng anh ơi. Khà khà khà. Phá ván đi. Mạnh mẽ lên. Hãy mạnh mẽ như những thằng đàn ông, phá ván đi. Đấy, phá đi anh gì ơi. Chim tích nó cũng khá lâu chứ nó không có nhanh như mình nghĩ. Nói chung thì đây là lần đầu tiên mình chơi về nhà tiên tri thôi. Bạn nào có cái tip hay để tích chim thì các bạn hãy chỉ giáo cho mình với. Nói chung thì học hỏi không ngừng, học hỏi những kinh nghiệm của người này của người khác. Và mình nghĩ các bạn nên mở rộng cái tầm tìm kiếm trên YouTube. Nói chung thì xem thật nhiều các cách nhây Hunter của các cao thủ ở bên Trung Quốc ấy, các bạn sẽ mở rộng được cái tầm nhây Hunter của mình hơn. Nhiều bạn bảo gà nhưng mà thực sự ra các bạn chưa có biết cách mẹo để mà né tránh đòn của bọn Hunter thôi. Nếu như các bạn xem được nhiều cái cách chơi của những cao thủ ở bên Trung Quốc thì các bạn thấy ôi trời ơi, mấy anh ấy đánh hay vãi cả nồi ra. Các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi là anh ấy chơi hay như thế nào đâu. Dường như là trận này mà gặp được bác sĩ thì mọi chuyện nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì thằng photographer lúc nào nó cũng chém mình mất lẻ máu là 0,25 máu, cho nên là rất là khá là khó chịu. Bây giờ là mình bị gục rồi, cho nên là mình phải chạy thật xa khỏi cái thằng photographer để cầu cứu đồng đội thôi. Khi mà hết thế giới ảnh thì trở về thế giới thực thì chắc chắn mình sẽ bị gục thôi. Đấy, các bạn phải xác định kỹ xem là mình bị như gì để mà phòng tránh trước. Mấy ngày nay là mình đang loay hoay về cái công việc trong tương lai sắp tới, cho nên là tâm trạng nó cũng không có được vui vẻ nhiều. Thì cho nên những cái bạn nào mà còn nhỏ đang học cấp 2 chẳng hạn, thì đến khi mà chúng ta thi chuyển cấp từ lớp 9 lớp 10 thì xác định luôn là chúng ta sẽ học những gì để làm nghề gì, chứ đừng đến khi nào mà học xong lớp 12 rồi chúng ta mới xác định nghề, lúc đó thì tư tưởng chúng ta khá là sai lầm. Công việc của mình đi thì nó không đúng hướng cho lắm, cho nên là mình muốn thay đổi một cái công việc mới cho nó phù hợp với bản thân hơn. Cho nên đầu óc dạo này nó cũng hơi không được thoải mái cho lắm. Tại sao mình lại lớn làm gì nhỉ? Đáng lẽ mình cứ bé
trẻ con mãi như thế thì có lẽ là cuộc sống nó cũng sẽ là nhàn nhã hơn, chỉ biết ăn no rồi ngủ một giấc say rồi tỉnh dậy xem vài ba phim hoạt hình rồi lại ăn để tắm rửa các kiểu cho nó thoải mái. Lớn lắm quái thì bây giờ tự nhiên giờ phải lo công việc, lo cuộc sống, rồi nào là lo, mình chỉ sợ cái cuộc sống của mình nó không có được êm đềm thôi. Nói chung là như thế. Ôi, bạn Hương Sư chúng ta lên ghế rồi. Nói chung là khi mà chúng ta lớn thì mọi thứ đều thay đổi. Và cái lúc còn bé thì dĩ nhiên là chúng ta đều muốn là mọi thứ nó cũng sẽ như vậy thôi. Nó vẫn tiếp diễn một cách rất là bình thường và bình dị. Nó không có chật vật khi mà chúng ta lớn như bây giờ. Mẹ cái lúc còn bé thì khóc thì ai cũng dỗ dành, ai cũng thương, ai cũng cho kẹo, rồi ai cũng con ơi đừng khóc nữa, mẹ thương, bố thương. Đến khi mình lớn rồi, những cái khóc lóc đó đều phải riêng tư cả. Bởi vì chỉ có bản thân mình hiểu mình thôi. Và ít khi nào ai mà giải quyết được cho mình những cái vấn đề mà buồn thế này buồn thế kia lắm. Cho nên các bạn hãy cố gắng thay đổi từ lúc bây giờ đi. Ngày xưa thì mình cũng hay khóc lắm, nhưng mà bây giờ thì cảm giác lớn rồi, hai mấy tuổi khóc quá gì nữa, người ta cười cho. Nhưng mà con người mà đâu phải lúc nào cũng gọi là mạnh mẽ cả đâu. Cho nên khóc lóc thì nó cũng là một cái chuyện đó rất là bình thường của con người, cho nên không thể nào mà chúng ta có thể thay đổi được. Người ta bảo đàn ông khóc là yếu đuối, nhưng thực sự không phải. Đàn ông khóc chính là vì người ta gặp những cái trường hợp gì đó mà phải gọi là quá đáng lắm, quá áp lực đối với bản thân họ thì họ mới tuôn trào cảm xúc ra như vậy. Nhưng mà ít khi nào mà chúng ta thấy được những người con trai khóc. Các bạn nhìn xem, rất là khó. Có vẻ như chị Hương Sư của chúng ta đang ở phía bên kia, và chúng ta sẽ cứu, đồng đội chúng ta sẽ lại khỏe mạnh. Và hôm nay thì rất là xui xẻo cho anh photographer gặp phải một biệt đội phải gọi là khá là bá đạo. Nãy giờ không bắt được đứa nào lên ghế luôn, không bắt được đứa nào, không giết được đứa nào luôn. Sự thất bại rất là lớn. Kiểu này thì phải làm sao đây? Bây giờ thì mình sẽ đi theo chị thợ vườn, bởi vì có cái máy ở gần đây. Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ sửa nốt hai cái máy còn lại và chiến thắng cũng nhanh thuộc về tầm tay thôi. Nói chung thì gặp Hunter gà hay là gặp Hunter Pro thì dĩ nhiên thì kiểu gì thì kiểu, máy thì vẫn phải sửa. Đấy, khi mà các bạn đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi thì dĩ nhiên là các bạn sẽ phải thay đổi tất cả mọi thứ. Cơ bản nhất là về bản thân mình, và mọi người cũng đối xử khác với bạn một cách rất là tự nhiên thôi. Và mình thấy phức tạp nhất đó chính là giao tiếp đối với những cái người mà mình không ưa, không ghét. Đấy, ai cũng vậy thôi. Trên thế giới này thì ngón tay còn có bàn tay của mình, còn có ngón ngắn ngón dài mà. Ôi, lính đánh thuê của chúng ta đang bị đánh. Có lẽ là mình sẽ cho chim bạn ấy đây để mà giữ an toàn mạng sống cho bạn ấy. Hiện tại thì còn một máy thì chiến thắng sẽ nhanh thôi, không còn xa xôi nữa đâu. Nhưng mà có lẽ không cần, thôi mình đếch cho nữa. Bởi vì mình có mỗi một con chim thôi. Chim trong quần, chim bay ra là chim mất luôn. Ok, chạy đi, mình sẽ đỡ cho. Đây, dí tao nè chị, à quên, anh photographer ơi. Ôi, nó đếch quan tâm tới mình luôn. Thôi, có lẽ lần này mình sẽ cho anh chia, cho anh lính thuê thôi. Ôi đẹp, không kịp các bạn ơi, mình không kịp cho chim. À may quá, máy sửa xong rồi, anh lại tỉnh dậy rồi. Đây là một gọi là cơ trong có 102 á. Có nghĩa là cơ hội đầu tiên đó chính là máy vừa sửa xong, anh ấy cũng thoát. Khá là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn. Thôi có lẽ mình sẽ cho chim bạn ấy. Cho không nhỉ? Lại đếch cho. Thôi kệ đi, chẳng cho nữa. Ô, thoát luôn à? Ôi chán vậy. Vâng, có lẽ là video mình kết thúc ở đây rồi. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Ai có cái tip hay về anh chàng tiên tri thì hãy chia sẻ dưới comment để mình học hỏi nhé. Cảm ơn.